Rồi, xin chào anh em nhé. Thì uh, hôm nay mình có một cái máy cấp nguồn đa năng và cũng như là một cái máy test thử để quan uh, test thử những cái sạc này hay là những cái thiết bị nào đấy. Thì đây là một cái bộ nguồn đa năng nhé. Thì con này mình lấy ở trên băng com Mình lấy ở hôm cái đợt Black đấy thì giá con này cũng khá là rẻ. Thì không biết là bây giờ giá của nó như thế nào. Thì link mua hàng mình để trong phần mô tả nhé. Thì đây là một cái bộ cấp nguồn đa năng này. Thì nó có thể hiển thị được uh, trên cái màn hình LCD này. Thì tí nữa thì mình sẽ test thử bạn xem về cái này nhé ở đây thì về cái bộ cấp nguồn này thì nó có thể tả được tối đa là từ 60V 6A. Với cái giải điện như vậy thì các bạn có thể điều chỉnh được từ 0V đến 60V này. Từ 0A đến 6A nhé là tối đa cho cái bộ cấp nguồn này. Tí như các bạn đã thấy ở trong video thì đây là toàn bộ nồi tàng của cái bộ cấp nguồn này. Tí nữa mình sẽ test thử quản xem về cái cái chức năng cũng như là tất cả những cái chức năng của cái bộ cấp nguồn này nhé. Ở đây thì nó sẽ có những cái cổng kết nối này và một cái quạt tần nhiệt này. Bên trước này cũng là mấy cái cổng ao nhé. Cổng USB này. Trong cái bộ nguồn này thì các bạn cũng có thể thấy là hai cái rắc đầu in vào người ta đã hàn dây khá là to. Nhưng mà hai cái dây này thì nó cũng tương đối thôi. Với cái nguồn điện của nó là tối đa là 60V và 6A thì cái dây thế này là nó cũng đủ tải đấy các bạn ạ. Tại vì ở đây thì nó cũng không phải là cái dòng nó cao. Với cái dây thế này là nó đủ hoàn toàn đủ tải nhé. Hai cái dây đầu ra này được hàn hai cực đồng rất là to cái này nếu mà chính xác của nó mà tải đấy hai cái đồng này mà bay đất thì khoảng tầm 100 ma các bạn ạ nhưng mà ở đây thì nó chỉ là 6 a thôi 6 a tối đa cho cái nguồn này ở đây thì theo như mình nhìn thấy thì nó sẽ có một cái cuộn cảm ở chỗ này này và chỗ này là hai con này là hai con gì để mình đọc quản xem nhá để mình nhìn rõ mình đọc thì ở đây mình thấy hai con này là con skd 502 t đây thì chính là hai con phép để nó điều chỉnh cho cái dòng dòng đầu ra này ấy, cũng như là số vô đầu ra để tản nhiệt cho hai con này thì có một cái quạt ở chỗ này khi mà đủ nhiệt độ ấy khi nhiệt độ con này nó nóng lên thì cái quạt này nó sẽ hoạt động nhé và bên trong toàn bộ cái nguồn này thì nó chỉ có như vậy thôi Đấy, các cái dây tín hiệu này đó mạch thì được thiết kế bằng mạch đen ở đây mình nhìn thấy chất lượng mạch khá là tốt chỗ này sẽ có là hai con tù 100 v con này hai con tù 100 v ba trăm ba mươi nhá à ba trăm ba mươi một trăm đó thì mình đã show cho anh em xem về tất cả những cái nội thất bên trong của cái bộ nguồn này rồi. Thì bây giờ mình sẽ test thử cho anh em xem nhé. Xem con này nó có khả năng làm như thế nào. Rồi thì ở đây mình có một cái máy cấp nguồn mà hôm Black Day ở bên Mangut ấy. Thì mình có đặt mua được. Con này hôm Black đây thì nó giảm giá khá là sâu quá ạ. Mình không nhớ đợt đấy là mình lấy với giá bao nhiêu nữa nhưng mà nó cũng quanh quẩn là mấy chục đô thôi, 20 đô hay là 30 đô gì đấy. Đợt Black đây thì mình đặt cũng khá là nhiều món nên là mình không nhớ nữa các bạn ạ. Thì cái này thì linh mua thì mình để trong phần mô tả nhá. Không biết giá bây giờ như thế nào. Đó thì mình sẽ lấy ra các bạn xem nhá. Con này thì là một cái máy cấp nguồn. Nếu như mà đầu video các bạn xem mình bung ra rồi ấy thì các bạn cũng thấy được rồi. Đó. Thì nó sẽ có một cái hộp như thế này các bạn ạ. Hộp này là bằng giả da nhá khá là cứng cáp. Đây mình sẽ mở ra các bạn xem cái phụ kiện bên trong này. Thì mình cũng thấy khá là nhiều anh em bảo là không mua được hàng ở trên Banggood. Mặc dù là mình đã làm rất là nhiều video hướng dẫn mua hàng rồi. Thì mua hàng trên Banggood thì cực kỳ dễ luôn nhá Mình có một vài video hướng dẫn các bạn cách mua hàng ở trên đấy rồi. Nó không khác gì mua ở trên Shopee luôn nhé. Nó đi kèm các bạn sẽ có bốn cái chân đế này, một cái dây USB này, dây này để cắm vào máy tính các bạn ạ. Thì video mà mình hướng dẫn mua hàng ở trên banggood.com ấy, mua hàng COD, nhận hàng rồi mới thanh toán tiền thì mình đã làm 2 3 video rồi, mình để link uh, trong mô tả nhé, bạn có thể vào đấy quan xem. Đó thì đây là cái máy cấp nguồn của mình nhá. Đi kèm thì đã có một cái cầu diode này. Cái này là diode các bạn ạ. Đây mình sẽ để qua một bên nhá. Và đây là cái máy cấp nguồn của mình. Có một cái vỏ bọc nhìn khá là cứng cáp. Con này thì uh, đang nguyên siêu luôn. Mua mới mà, à mình cũng có lập một cái nhóm telegram để chuyên săn hàng giá rẻ ấy. thì anh em nào mà có nhu cầu muốn tham gia thì mình để link nhóm ở trong phần mô tả nhá các bạn có thể vào đấy các bạn xem tại vì là lúc mà mình săn hàng ấy mình cũng không biết là lúc nào mình sẽ săn được những cái món ngon nên là mình lập ra một cái nhóm để chia sẻ ngay luôn cho anh em anh em nào muốn mua có thể mua ngay luôn đó và đây là cái máy cấp nguồn của mình nhá có cái tên là fni khó đọc thế nhỉ DC6006L nhé. Ở bên trước này thì còn sẽ có là một cái cổng USB, micro USB này, hai cái jack để ra nguồn này. Hai cái jack này chính là hai cái jack out để quản lấy để sử dụng này. Và đây còn sẽ có một phím on up, chỗ này chuyển model. Hai cái này là chỉnh cái gì mình cũng chưa rõ. Chỗ này là điều chỉnh volt này. Cái này là nó quay vô cực các bạn ạ. Ở mặt sau thì các bạn sẽ có ba cái cổng cấp nguồn. Thứ nhất là một cái jack DC chỗ này này. Thứ hai là các bạn sẽ có một cái cổng USB-C này và hai cái rắc nguồn chỗ này cái này thì các bạn có thể gắn vào cái máy cấp nguồn này hoặc là nguồn tổ ong ở đây mình sẽ thử với cái nguồn pisen này cái nguồn hôm trước mình đã test thử bạn xem ấy nguồn này thì có sạc nhanh 65W PD nguồn tối đa của nó lên là 20V các ạ đó một cái cặp hôm trước mình bung ra này vẫn đang còn đây nhá đấy những cái sản phẩm <laughs> những cái sản phẩm mà mình mua là... mấy cái này khá là đắt tiền các ạ mua về bung ra vẫn vứt đây này chưa dán keo lại luôn Đấy thì bây giờ mình sẽ cắm vào mình test thử nhé. Xem thử như thế nào. Đây cổng vào thì nó sẽ có một cái cổng USB-C PD đây. Các bạn có thể sử dụng ba cổng này cũng được nhé. Cắm vào thì nó hiền lên này. Để mình cho các bạn xem lại nhá Đây mình cho các bạn xem lại này, này. Đấy nó hiền lên là pc nó Màn hình LCD nhé. Mình chỉnh được lên tối đa là 18V này các bạn này. Ấn non này. Đó, thì bây giờ nó lên là 18V nhé. Thì với một cái nguồn đấy, cái nguồn 20V thì nó chảy qua một cái bầu này. Ở trong này thì nó sẽ tiêu thụ đi. Thì nó chỉ cho ra tối đa là 18V thôi. Cho với cái nguồn là 20V nhé, 20V đầu vào. Rồi thì bây giờ mình sẽ test thử xem là cái này thì nó đo có chính xác nhá Đây mình sẽ thử với cái trầm hàn hôm qua mình đã review bạn xem nhé. Thử với cái trầm hàn này xem thế nào. Vì nó cũng tối đa cho cái trạm hàn này là 19V rồi Đây, mình sẽ tìm một cái rắc này Đấy, thì bây giờ nó đang 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 đó thì nhiệt độ bây giờ nó đang tăng này dòng nó đang ăn các bạn này đấy nó nhảy chính xác giống như hôm qua mà mình đã test thử bạn xem ở trên cái nguồn cấp của mình luôn đấy hoạt của nó bây giờ là đang 40 w này thì hồi nãy nó tối đa thì nó nhảy lên khoảng tầm 5 a à, 60 w nhá Hồi nếu mà lúc ban đầu nó kích hoạt lên ấy Thì bây giờ nó sẽ giảm dần Khi mà nhiệt độ nó tăng lên ấy Thì nó sẽ giảm dần qua này Đó Thì hiện tại bây giờ nó chỉ tầm 30 w thôi 17V này Dòng bây giờ đang ăn là 1,68 này Cũng khá là hay quá ạ Nhiệt độ môi trường của mình đang bây giờ là 27 độ C Cái này nhiệt độ môi trường hay là nhiệt độ cái vỏ này Thì mình cũng chưa rõ này Dòng bây giờ nó đang giảm dần Tại vì là cái nhiệt độ này nó đủ nhiệt độ các bạn ạ. 300 độ C rồi này. 360 độ C. Watt của nó bây giờ nó chỉ dao động từ 3 đến 30W thôi. Vin của mình vẫn là 20V, chín nhá. Và Vout là 18V này. Dòng của nó này, công suất này. Cái này mình thấy cũng khá là hay đấy các bạn ạ. Nếu ở đây có một cái bộ cấp nguồn để các bạn đo những thông số pin này. Cái này thì các bạn sẽ có một cái bộ cấp nguồn để các bạn đo những cái thông số khác nhau. Rồi thì ở đây mà các bạn chỉnh nó xuống thế này này. Ấn mũi tên cho nó xuống nhá. Ở cái đầu tiên này thì mình sẽ xem là gì nhá Ấn vào cái nút phím này này Cái này switch mình cũng không biết là gì các bạn ạ Mình sẽ dùng cái cái này để mình điều chỉnh nhá Ở đây thì có mối tiếng Anh và tiếng Trung thôi Mình sẽ để tiếng Anh nhá à, Thời gian của màn hình à 10 giây à và mình cứ để nguyên bản thế này nhá Tiếp theo là cái này là cái gì đây à, Cái này là đồ này 180, 270 Cái này mình không rõ quá ạ Mình cũng ấn luôn Tiếp theo ở chỗ này là đồ C này. F hoặc là đồ C đồ ẩm hoặc là đồ C này. Đó. Mình sẽ để nguyên bản luôn nhé. Rồi để tiếp theo sang cái bên kia. Cái đầu tiên là over volt nhé. Volt của nó tối đa là để mình xem được bao nhiêu volt nào. Con này tối đa là 61 volt nhé các bạn. Mình sẽ để tổng tầm, tầm 60 volt thôi. Để nó bảo vệ cái mạch này. Ok này. Watt này. a à quên. A à, chứ. Dòng thì con này nó tối đa là để xem nào, con này tối đa là 6A quan ạ, đó, tối đa là 6A nhá, mình sẽ để là 6A luôn, 6.1 nhưng mà mình để 6A nhá cho nó an toàn, đó, over power gì đây, công rất đồ vào là 360 w là tối đa này, cái này 360 là tối đa quan ạ, ok luôn này, cái giới cùng này là cái gì đây, 100 độ C, à. cũng chết rõ quan ạ, mình để nguyên bản nhá. Timeout này một tiếng là nó sẽ ợp đi Cái này mình ợp đi nhá đó thì toàn bộ nó chỉ có như vậy thôi không thay đổi được màn hình đâu quá ạ không biết là có thay đổi được hay không nhưng mà ở đây màn hình của nó là LCD này đó thì ở đây các cái chế độ hiển thị của nó thôi nguồn vào của mình bây giờ vẫn là đang 20V này công thức của nó là bây giờ là 0.9 này mình đang ợp đi mà mình sẽ ấn lên nhá ấn lên thì nó sẽ nhảy lên ba quan này đó nó nhảy lên 3A là tối đa này. Cái này thì mình chưa bật lên này. Đấy, mình sẽ giữ và bật lên nhá. À đâu? Bị chạm chỗ này quá ạ. Bị chạm chập ở chỗ này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ bật lên nhá. 18V này. Cái này thì nó đang bắt đầu nhảy rồi quan này. Đó, bây giờ nó tăng lên. Công suất quan để ý nhá. Công suất nó lên tầng 45 50 W luôn này. Đấy. 50 W tối đa cho cái bồ nguồn này. Cái này tại vì là mình chỉnh có 350 độ C thôi. Đó, thì một cái bồ cấp nguồn thì nó có như vậy các bạn ạ. Thì mình cũng đã bung ra quản xem rồi, cũng như là cho các bạn chiêm ngưỡng cái nội thất bên trong của cái bồ cấp nguồn này rồi. Hiện tại thì mình cũng đang đặt một con nguồn mà theo yêu cầu của một số bạn đã bình luận đấy thì hiện tại nó chưa về các bạn ạ. Ở đây thì con này mình lấy đợt Black Day thì nó giảm giá rất là nhiều ở trên banggood.com thì không biết là cái đợt 12 tháng 12 này thì nó giảm giá về con này hay không nếu mà có má giảm giá cũng như là má phải free ship các kiểu ấy thì mình cũng để trong phần mô tả luôn nha cho anh em vào tham khảo đó thì anh em nghĩ gì về cái bộ cấp nguồn này anh em comment ở bên dưới mô tả nhé với một cái bộ cấp nguồn nhỏ gọn đa năng như thế này và có cả cái cổng USB-C luôn để quan có thể cắm vào để sử dụng này đó thì các bạn nghĩ gì về cái bộ cấp nguồn này với một cái số tiền mà anh em có thể bỏ ra để mua một cái bộ cấp nguồn nó như nhỏ gọn như thế này thì nó có xứng đáng hay không thì các bạn cứ bình luận ở trong phần mô tả nhá và muốn mình mở hộp hay là trải nghiệm những cái sản phẩm nào ấy thì các bạn cứ bình luận ở trong phần mô tả mình sẽ cố gắng order về và trải nghiệm cho bạn xem cũng như là test thử cho bạn xem nhé và đừng quên là đăng ký kênh gì VTV cũng kênh chế đồng hồ mình nha. chào các quà... bạn